Em xin chào tất cả anh chị em của chúng mình nha. Khi mà anh chị em của chúng mình xem được video này của Nhân á, một lượt like nè, một lượt đăng ký kênh là mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhân để ủng hộ mình có cái tinh thần trong thời gian sắp tới sẽ hỗ trợ cho nhiều anh chị em của chúng mình nữa nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Giới thiệu với lại cả nhà, trên màn hình đây là một bé cá bị bệnh rất là nặng luôn. Thì đây là cá của em Hùng nha. Cách đây hơn một tuần thì mình nhận được tin nhắn của Hùng gửi qua cho mình với cái nội dung á: anh Nhân ơi, cá trong hồ của em nó bị bệnh rất là nặng, em sử dụng nhiều loại thuốc rồi mà nó không hết. Bây giờ anh Nhân có thể nào hỗ trợ khắc phục giùm em được hay không? Tại vì nhìn vào bé cá này thì em nghĩ chắc không cứu được. Nói chung là nếu mà anh chị em của chú mình nuôi cá một cái thời gian dài á, gặp cái tình trạng này thì chắc chắn mọi người cũng sẽ suy nghĩ giống như của Hùng thôi. Nhưng mà mình an ủi động viên Hùng là bây giờ em bắt cá ra bên ngoài cái thao đi. Tại vì cái hồ này của mình rất là nhỏ, em để như vậy là con cá không cứu được, nó sẽ mất luôn. Khi mà bắt ra bên ngoài cái thao á thì mọi người lưu ý giùm cho mình nè, cái công thức này nó đơn giản thôi. Nhưng mà do một số anh chị em của chú mình chưa có xem được video của Nhân nên là đâm ra mọi người suy nghĩ nó phức tạp. Đơn giản nhất, bỏ cái sủi oxy vào. Oxy mạnh nha, tại vì trong cái giai đoạn này con cá nó đang bị ngợp á. Sau đó là anh chị em của chú mình cho vào giùm cho em là một nắm muối hột nhỏ nha. Sau đó là mọi người chạy ra tiệm thuốc tây, mình mua tetracycline về bỏ 2 viên vào. Ví dụ như cái thao giống như của em Hùng nè, thì cho 2 viên, một nắm muối hột nhỏ nha. Sục oxy cho nó thật là mạnh. Đây là kết quả sau 30 phút nè mọi người. Do con cá nó bị nặng quá thì cũng chưa có hồi nhiều nha, nhưng mà nó đã bắt đầu thở mạnh rồi. Khi mà nó thở mạnh có nghĩa là nó đang tiếp thu cái thuốc và cái hàm lượng oxy của mình, nó giúp cho con cá nó bắt được cái nhịp thở nha cả nhà. Hồi nãy khi mà ở trong hồ mọi người thấy là nó thở cũng bưng, nói chung là yếu lắm. Còn khi mà ra đây bắt đầu nó có cái nhịp rồi thì anh chị em cô chú mình cứ cố gắng nha, để thêm tí xíu nữa, đừng có nôn nóng rồi mình bỏ thêm thuốc vào nữa, nó sẽ bị sốc nha. Đây là kết quả sau 45 phút. Sau 45 phút thì nó tiến triển hơn một tí xíu thôi, chứ chưa có gọi là khỏe đâu. Thì bây giờ mọi người cứ tiếp tục để dùm cho Nhân thêm khoảng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng nữa nha. Thì đây là kết quả sau 2 tiếng rồi mọi người. Bé cá trong hồ của mình đã bắt đầu, nó giữ thăng bằng được rồi. Giữ thăng bằng có nghĩa là cái tetracycline, cái muối hột cộng như là cái oxy, ba cái này nó giúp cho con cá của mình nó thích nghi được, có nghĩa là nó đã hồi lại rồi. Thì khi mà nó hồi lại rồi á, anh chị em của chú mình thay dùm cho Nhân là 30% nước trong cái thao ha, rồi mình cho nước mới vào, cho thêm một viên nữa cộng như là tí xíu muối hột thôi, tiếp tục sục mạnh đó. Thì khi mà mình sục mạnh tầm cỡ khoảng 1-2 ngày là con cá của mình nó sẽ hồi phục 100%. Thì khi mà nó hồi phục 100% rồi thì mọi người sẽ tiến hành mình thả nó vào bên trong hồ. Thì khi mà anh chị em cô chú mình nuôi những bé cá mà đuôi dài giống như của Hùng á, mình cho mọi người một cái lời khuyên nha: nên làm cái hồ lớn, anh em đừng có làm cái hồ quá nhỏ giống như của Hùng, thì thật sự nuôi mấy bé cá này không có được nha. Cái đuôi của nó dài, thứ nhất là giá trị nằm ở ngay chỗ cái phần đuôi, và cái thứ hai nó phải di chuyển thoải mái. Tại vì nếu mà di chuyển không thoải mái, những cái con cá này nè, cái đuôi của nó sẽ bị cong lại và nó bị chai luôn. Trong thời gian vừa qua mình hỗ trợ cho nhiều anh em rồi đó, và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái đuôi của mình á nó bị đỏ, sau này nó sẽ bị hư giống như cái tình trạng của Hùng. Thì mọi người lưu ý, nếu mà anh chị xác định nuôi những bé cá mà cái đuôi dài giống như của Hùng thì phải làm cái hồ lớn nha. Thì đây là cái quá trình mình hỗ trợ cho Hùng cứu bé cá, tưởng chừng như đã lên đường rồi thì bây giờ khỏe mạnh rồi thì chắc chắn mình thả vào bên trong hồ nó sẽ sống tốt thôi, nhưng với điều kiện cái hồ của mình phải lớn và cái lọc của mình phải ok nha. Thì thông qua video này mình muốn nhắn gửi cái thông điệp đến tất cả anh chị em của chúng mình: nếu mà ở nhà cá trong hồ của mình, đặc biệt là những bé cá đuôi dài giống như của Hùng, nó gặp cái tình trạng tương tự giống như vậy thì đơn giản nhất, muối hột và tetracycline anh chị em của chú mình cứ xử lý. Trong thời gian vừa qua mình hỗ trợ cho nhiều anh chị rồi và cái tình trạng khắc phục hầu như là trên 90% nha. Cũng có một vài trường hợp không cứu được nhưng mà cứu được rất là nhiều nha cả nhà. Mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị em của chú mình mới tập chơi nha. Mọi người xem video thấy những cá nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.